Sao? Anh đi đâu anh thích mình đấy chứ. Bỏ cho em nghe này. Vâng. Em thấy mình nhạc sĩ ca sĩ hát bài hết mấy cái chiều không? Trời ơi. Người ta hát, người ta phải hát hay chứ. Ôi giời. Em anh hát hay hơn cái gì ca sĩ nữa được. Mất công thuê anh đi tu anh phải giới thiệu chứ. Từ cái gì phải được người dân có Hà Nội. Em thấy người hiểu thì về nha. Bây giờ là cha chợ đêm hay là cha chỗ nào? Đi đầy nồi bé bé rồi. Vậy đại luận nha. Xe điện là chú. Nào, ra đi. Thôi được, mình thích chơi chú Hoàn Côn đấy, được đi xe điện. Ông xe điện à? Chú ấy có phải đạp đâu. Cứ đạp. Xe điện đấy, ông dừng chân từ lễ giờ vẫn đi. Cứ đạp. Đạp cái lúc còn nhiều chứng chứ. Xe này tốt, xe này. Xe này đi cô tư. Xe này nó có trợ lực. Phố Hà Nội nhá. Phố Hà Nội, Huế Hà Nội à? Phố Hà Nội. À, tên phố là phố Hà Nội. Vâng. Mai để mới ốm thôi. Em mới vào. Mẹ ông đầu tiên. Mai, mai đi đấy. Giờ em hát tán Hà Nội rồi. Em hát bài Hà Nội, anh có Huế không? Nhưng mà em người Bắc Giang, có phải người Hà Nội không? Giờ em hát Bắc Giang, ôi giời, đứng ca ngồi ngay về luôn. Bạn kia cũng bên sao bên chụp qua nhà em thế. Xe điện à? À, thấy mình ở đấy à, Hoàn. Đi, đi, ai ơi? Trang ơi, không đi thì tiếc lắm Trang ạ. À. Trang nào đấy? Trang ơi, ô, đôi kia đâu rồi? Trang phát biểu vào tưởng nào. Đi đi thôi. Em đến Huế mấy lần rồi? Em mới đến một lần. Nhưng mà sau xích lô của bác xấu đấy. Con chồng xích lô, con chồng tấm lòng thôi. Tất nhiên rồi, nhưng mà nó đẹp thì nó mới hơn đấy ạ. Bây giờ live stream ta nói á, tốt cùng hơn tốt hơn sơn. Thế rồi nhưng mà live stream lên hình ảnh cái xe nó xấu quá. Xe nó bị đẹp đấy. Đấy, còn em này em xe nó được rồi. Người đẹp thì ngồi xe xấu cho nó tôn lên nhỉ. Người xấu người đang ngồi xe đẹp. Từ làm gì mà khiêm tốn thế chị nhỉ? Có ai có. Đấy toàn người đẹp cả, lại khiêm tốn. Xấu ngồi xe đẹp cho nó đỡ. Đùa chứ lấy là chả ngắm phố thì cứ nói chuyện với nhau. Ôi xe nó đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Thằng ăn. Thằng em bay trở lại Huế chứ. Ok chưa? À, rồi anh. Ôi giời. Anh hát đi để em đang live stream cho mọi người cùng nghe. Ôi giời thế. Xe này cứ kiểu như non non như như thế này. Chào mọi người nhá. Đây là đoàn trường trung học cơ sở Ngọc Vân đang đi trên phố Huế. Đi xích lô để dạo phố Huế nhá. Ôi giời. Vất vả lắm mà. Đây đây là sông Hương này. Ôi đẹp thế. Cầu Tràng Tiền đẹp nhỉ. Ôi Hà Nội. Hoàn kia ơi. Đã đi kìa. Luyên thế nào mà hiệu hiệu nó bỏ suốt này, chết rồi. Chết rồi, chán lắm. Đây đây.
Nhưng mà xe nhà cháu mới là xe lặng này. Xe này non hơi bánh này. Vào, à, non hơi. Đấy đi ngồi nó sệt sệt bên này. Trên sông Hương thì ở đâu anh? Ở dưới kia. À, xuống dưới kia ngồi thuyền à, đúng không? Ở đấy, ngồi thuyền đó. Ở đấy bao tiền một lần đấy? 100. Cũng 100 à, một người. Cho đêm ở dưới kia ra rồi. Giống như phố cổ Hội An. Em đi xe này á, được kiểu là 300 nghìn. Thế á?